trên thế giới, thủ lĩnh chính trị của Hamas thiệt mạng ở Tehran. Đảng Dân Chủ chính thức đề cử bà Harris đại diện tranh cử tổng thống. Chính phủ Venezuela bắt đầu trấn áp người biểu tình. Lật tàu trên sông Congo, hơn 40 người thiệt mạng. Tại Việt Nam, pin dự phòng phát nổ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Sài Gòn, người lao động đứng trước nguy cơ nhà trọ hiếm giá tăng. Hội An sơn lại chùa cầu cho cũ. EU sẽ hỗ trợ an ninh Biển Đông cho Việt Nam. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 31 tháng 7 trên kênh Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Thủ lĩnh chính trị của Hamas thiệt mạng tại Tehran. Vâng, kính thưa quý vị, theo Reuters, vào ngày 31 tháng 7, phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas ra thông báo cho biết thủ lĩnh nhóm này Ismail Haniyeh đã tử vong tại thủ đô Tehran của Iran vào lúc rạng sáng ngày 31 tháng 7, đồng thời đổ lỗi cho Israel thực hiện vụ việc trên. Theo phía Iran công bố, nhiều hỏa tiễn đã bay vào cửa sổ của căn phòng mà vị thủ lĩnh Hamas đang ngủ, khiến ông và một số vệ sĩ mất mạng ngay lập tức. Người dân khu vực này cũng coi ông Haniyeh là lãnh đạo ôn hòa, thực tế hơn nhiều so với các thủ lĩnh đứng đầu cánh quân sự của Hamas. Do đó, ông rất được lòng người Hồi giáo Trung Đông. Nhiều cuộc biểu tình và đình công đã xảy ra khắp các quốc gia trong khu vực, yêu cầu chính phủ các nước vào cuộc, dấy lên một cảnh báo đỏ với thế giới về cuộc chiến toàn diện bao phủ nơi tập trung lượng lớn trữ lượng dầu mỏ và cát sa mạc này. Hiện chưa có tổ chức hoặc chính phủ nào nhận trách nhiệm. Chính phủ Israel không bình luận gì thêm, nhưng không phận phía Bắc đã bị phong tỏa, đồng thời phát nhiều cảnh báo cho người dân về các cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng có thể xảy ra từ những phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông Haniyeh, 62 tuổi, gia nhập phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas vào năm 1987 và trở thành người đứng đầu văn phòng chính trị của nhóm này trong năm 2017. Trước khi thiệt mạng, ông Haniyeh thường xuyên di chuyển qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar để liên lạc xin viện trợ cho Hamas, chủ yếu từ Iran, và kết nối với các chính phủ và các tổ chức Hồi giáo và phong trào Hồi giáo cực đoan khác chống lại Israel. Đảng Dân Chủ chính thức đề cử bà Harris đại diện tranh cử Tổng thống. Vào ngày 30 tháng 7, Ủy ban Quốc gia Dân Chủ cho biết Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Harris hiện là ứng cử viên duy nhất tranh cử Tổng thống sau khi thời hạn chót đã trôi qua mà không có thêm ai đủ điều kiện. Đồng thời tuyên bố đã có khoảng 99% đại biểu đã ký vào bản kiến nghị đề cử bà Harris làm đại diện duy nhất thay mặt Đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Chiến dịch tranh cử của bà Harris ngay lập tức thông báo bà Kamala Harris sẽ tổ chức cuộc vận động đầu tiên trên cương vị mới với sự đồng hành cùng phó tướng mới ngày 6 tháng 8 tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Danh tính của vị phó tướng của bà Harris vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, bà Harris cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc bà sẽ tranh cử cùng ai để chống lại cựu Tổng thống Donald Trump và người đồng hành của ông là J.D. Vance. Tiếp theo, chính phủ Venezuela bắt đầu trấn áp người biểu tình. Vào ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7, chính phủ của Tổng thống tái đắc cử, ông Nicolas Maduro đã thực thi các biện pháp cứng rắn nhằm trấn áp các cuộc biểu tình, diễn biến thành bạo lực nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống được cho là không minh bạch. Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai và bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình. Tờ Washington Post đưa tin có tin ít nhất 16 trường hợp tử vong, hàng trăm người đã bị bắt trong các cuộc đụng độ trên toàn quốc. Tổng thống Maduro cũng kêu gọi người ủng hộ, chủ yếu là quân đội, tập hợp xung quanh dinh tổng thống để bảo vệ dinh thự này trước những người phản đối và tuyên bố sẽ đập tan cái mà họ gọi là nỗ lực đảo chính của dòng người biểu tình đang phẫn nộ. Dưới sức ép mới nhất về việc phải công khai minh bạch số liệu bầu cử từ ngoại giới, Ngoại trưởng Venezuela, ông Ivan Gil thông báo nước này đã quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Peru. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Venezuela cũng đã thông báo trục xuất đại sứ Peru cùng các đại sứ của 6 quốc gia Mỹ Latin khác gồm Argentina, Chile, Costa Rica, Panama, Cộng hòa Dominica và Uruguay sau khi chính phủ của nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống. Lật tàu trên sông Congo, hơn 40 người thiệt mạng. Vâng, kính thưa quý vị, các phương tiện truyền thông tại Cộng hòa Dân chủ Congo, một quốc gia nằm ở Trung Phi, ngày 30 tháng 7 đưa tin, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ lật tàu xảy ra cuối tuần qua trên sông Congo, đoạn chảy qua khu vực gần tỉnh Maniema, miền đông của nước này.
con tàu mang tên ABC Bonobo chở khoảng 50 hành khách bị lật tối ngày 28 tháng 7 theo giờ địa phương. 40 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, công tác cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Thống đốc tỉnh Maniema, ông Musa Kowankubi, khẳng định quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời tuyên bố cả tỉnh sẽ để tang trong 3 ngày. Các vụ đắm tàu thường xuyên xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là trên sông Congo, chủ yếu do tình trạng chở quá tải và tàu thuyền đã xuống cấp, cùng với đặc tính nước xiết của dòng sông. Tháng 10 năm 2023, cũng tại lưu vực này, một tàu chở gần 200 hành khách cũng đã bị lật vì hỏng động cơ giữa luồng nước xiết, khiến hơn 50 người thiệt mạng. Tiếp theo, mời quý vị chuyển qua phần tin tại Việt Nam. Pin dự phòng phát nổ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sự việc xảy ra vào rạng sáng nay ngày 31 tháng 7, lực lượng an ninh soi chiếu hành lý ký gửi tại ga quốc tế cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã yêu cầu một hành khách lấy cục pin dự phòng ra khỏi hành lý vì không được để trong kiện hàng ký gửi. Tuy nhiên, ít lâu sau thì cục pin dự phòng này bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Lực lượng an ninh dùng bình bột chữa cháy dập tắt ngọn lửa sau khoảng 5 phút và mất gần 1 giờ để thu dọn hiện trường. Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết pin dự phòng khách bỏ lại bị cháy là loại không rõ nguồn gốc. Theo quy định của các hãng hàng không, pin dự phòng được phép mang theo lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay nhưng không được phép bỏ trong hành lý ký gửi vì dễ gây cháy nổ. Trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện nhiều trường hợp pin dự phòng có trong hành lý ký gửi của hành khách và phải bỏ lại. Sạc dự phòng là vật liệu dễ gây cháy nổ vì được làm từ lõi pin lithium polymer. Một số loại sạc kém chất lượng chỉ sử dụng lõi pin lithium ion càng làm tăng khả năng cháy nổ. Nếu như không được phát hiện sớm thì hậu quả của việc mang theo cục pin này sẽ khó kiểm soát được. Châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Thông tin từ Cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết cơ quan này vừa bắt giữ một nam thanh niên 29 tuổi về hành vi hủy hoại tài sản. Đây là người phóng hỏa gây ra 3 vụ cháy liên tiếp ngày qua tại thành phố này. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 7, nam thanh niên lái xe máy mang can nhựa chứa xăng đến cây xăng dầu Petrolimex số 2, phường Phương Xài, thành phố Nha Trang, đổ ra sàn bê tông của cửa hàng rồi châm lửa đốt. Khi phát hiện vụ việc thì nhân viên cây xăng nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập tắt đám lửa. Trước khi phóng hỏa cây xăng, người này đã đốt và ném 2 chai xăng vào nhà dân, biển quảng cáo trên đường làm hư hỏng nhiều đồ vật có giá trị. Khi bị bắt giữ, công an đã test nhanh, kết quả cho thấy nam thanh niên có dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, người này khai vì buồn chuyện gia đình, cãi nhau với bố mẹ nên đã có hành động như vậy. Tại Sài Gòn, người lao động đứng trước nguy cơ nhà trọ hiếm giá tăng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất nhà trọ ở thành phố muốn hoạt động phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu là 5m² một người, hẻm rộng 4m, cách đường chính không quá 100m và có lối thoát nạn. Góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay, trong bối cảnh thành phố thiếu nhà trọ cho người thu nhập thấp, nếu áp quy định mới càng khiến nguồn cung khan hiếm, đẩy giá thuê tăng cao, tạo áp lực lên người yếu thế. Ông cũng thêm rằng, các khu nhà trọ có diện tích rộng rãi gần đường chính ở nội thành, giá thuê sẽ cao hơn, trung bình phải từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Rất nhiều người lao động, học sinh, sinh viên không đủ tài chính để đi thuê những khu vực này. Do đó, các chuyên gia cho rằng vấn đề cấp thiết hiện nay là thành phố nên ưu tiên giải trước bài toán, đảm bảo đủ chỗ ở an toàn cho người thu nhập thấp, sau đó mới đến câu chuyện chuẩn hóa nhà trọ. Chuyên gia cũng đề xuất thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào xây dựng kinh doanh mô hình nhà trọ, phòng trọ 100% cho thuê, không gồm bán, và có cơ chế để thu hút các doanh nghiệp, cá nhân tham gia. Do quy định hiện nay không cho phép doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh phòng trọ. Hội An sơn lại chùa cầu cho cũ. Vâng, kính thưa quý vị, những ngày qua câu chuyện cải tạo sửa chữa lại chùa cầu thu hút sự quan tâm dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc trùng tu chùa cầu đã biến di tích 400 tuổi thành di tích 1 tuổi, làm mới di tích. Trước những ý kiến trái chiều, ngày 30 tháng 7, thợ quét vôi đã quét thêm lớp vôi có màu sậm hơn để lên lớp vôi màu trắng đã quét trước đó. Điều này khiến dư luận một lần nữa bàn tán xôn xao. Nhiều người cho hay chính quyền thành phố Hội An chiều dư luận sơn lại chùa cầu cho cũ. Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng quan tâm là câu chuyện không đồng nhất giữa lãnh đạo thành phố Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khi trao đổi với báo chí về màu sơn của chùa cầu. Lãnh đạo thành phố Hội An cho hay sẽ điều chỉnh màu sơn chùa cầu, còn lãnh đạo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khẳng định sẽ giữ nguyên màu sơn.
Trước đó, từ tháng 12 năm 2022, Quảng Nam và Hội An đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng nhằm tôn tạo di tích nổi tiếng này. Sau 19 tháng trùng tu, diện mạo mới của chùa cầu khiến nhiều người bất ngờ, đa số cho rằng việc trùng tu, đặc biệt là màu sơn, làm mất đi vẻ đẹp cổ kính của công trình được coi là biểu tượng của Hội An, khiến di tích này trẻ hơn và trở nên lạ lẫm. EU sẽ hỗ trợ an ninh Biển Đông cho Việt Nam. Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội. Ông Josep Borrell cho hay EU có thể là một đối tác giúp mang lại hòa bình và an ninh. Khối này có thể giúp tăng cường khả năng về an ninh mạng, an toàn hàng hải và quản trị khủng hoảng của Việt Nam. Ngoài vấn đề an ninh hòa bình tại Biển Đông, ông Josep Borrell còn thúc giục Việt Nam thực thi kế hoạch đã thống nhất với EU và những quốc gia tài trợ khác về việc giảm lệ thuộc vào than đá, vì từ khi đạt được thống nhất kể từ năm 2022 đến nay, rất ít tiến triển trong lĩnh vực này được ghi nhận. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam sau Mỹ và Trung Quốc và là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Quý vị thân mến, sau chương trình có tên Cách kiếm tiền của ma quỷ về việc tồn tại một hệ thống mổ cướp nội tạng khổng lồ tại Trung Quốc từ hàng chục năm nay do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, chương trình được phát sóng hôm 14 tháng 7, tức là cách đây 2 tuần, ekip Khỏe Tự Nhiên đã nhận được rất nhiều lời bình luận của khán giả. Có khán giả Nguyễn Bảo Thi nhắn, làm giàu bằng cách này thật là man dợ, khủng khiếp, giàu hiện tại nhưng trả quả báo thì không xa. Khán giả Văn Tùng Nguyễn 1243 nhắn rằng, dù những kẻ xấu ác có quyền lực lớn đến đâu, thì bọn chúng vẫn phải nằm dưới quyền kiểm soát của Chúa. Đến lúc Chúa trừng trị tội ác thì không kẻ nào thoát được. Cảm ơn Khỏe Tự Nhiên đã đưa tin. Khán giả Tân Huệ 1463 nhắn rằng, nghe sao mà kinh khủng đến rùng rợn, đau thương tột cùng về cướp nội tạng quá dã man. Khán giả Thúy Nguyễn viết, chương trình rất hay, cảm ơn biên tập viên Nguyên Ngọc. Còn khán giả Nhân Tâm 5988 thì nhắn, rất muốn nghe về Trung Quốc, cảm ơn kênh rất nhiều. Còn khán giả không rõ tên thì viết rằng thương người dân Trung Quốc. Và còn hàng trăm lời bình khác nữa mà chúng tôi không thể nêu ra hết ở đây. Quý vị thân mến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi và phản hồi về video này. Hầu hết các khán giả đều đồng cảm với nỗi đau mà các nạn nhân và gia đình của họ phải gánh chịu trong những năm qua. Hầu hết các nạn nhân sau khi bị lấy đi nội tạng đều bị hỏa thiêu và tiêu hủy tang chứng. Số nạn nhân trốn thoát được rất hy hữu. Rất ít người trong cuộc dám đứng ra nói lên sự thật. Các điều tra viên thì bị uy hiếp và đe dọa. Những năm qua thì không ít chính trị gia quốc tế vì mải mê lợi ích cùng với quan chức của Trung Quốc mà có nghe, có nhìn cũng như không thấy chuyện. Vậy nên những lời cảm ơn và sự ủng hộ của quý vị thực sự là động lực lớn lao cho phong trào chống lại nạn mổ cướp nội tạng này. Sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ từ phía quý vị đối với những hành vi tàn ác này vô cùng quan trọng. Cùng với tiếng nói từ cộng đồng quốc tế có thể tạo ra áp lực để ngăn chặn và chấm dứt những tội ác này. Mỗi hành động nhỏ từ quý vị như là chia sẻ video giúp nâng cao nhận thức đều góp phần tạo ra sự thay đổi để giúp các nạn nhân đang có nguy cơ bị cướp mất bộ phận nào đó trên cơ thể có thể được cứu thoát. Sự thật đang dần sáng tỏ, trong tháng 7 vừa qua thì nhiều cơ quan như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các quan chức của EU, Đức, Thụy Sĩ v.v. đã lên tiếng ủng hộ các nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất và những nỗ lực của quốc tế nhằm chống lại hệ thống cấy ghép nội tạng phi pháp này. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!